Chào mừng các bạn đến với game hay nè. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua hành trình các bạn. Tới chương 5. City. Chạy vô mấy cái kẹt này kiếm đồ. Mới chuyển qua cái phần này như giáp với công nó giảm như các bạn, đúng rồi, còn có 81. Thấy vậy chứ khó nhằn lắm nha. Lâu quá mới chờ lại hơi biếu.
chết quá. Tỉnh mới được các bạn ơi. Con này, hai con này thấy gì khó đánh lắm nè, bạn phải chơi chiều này mới được, từ từ mà đánh không gấp. Các bạn mà nhào vô là đánh thấy đó, tại vì người giáp rất là yếu nha, chơi gì thì phải từ từ. Thấy chưa, con gồng để lấy ba cây kiếm của mình nữa các bạn. Bỏ qua cho nhanh. Link game mình cứ để phần mô tả nha các bạn. Các bạn có nhu cầu chơi game thì các bạn vô đó tải. Trong phần mô tả mình có cái để link của nhóm. Các bạn tham gia nhóm để trao đổi nha. Trên nhóm này có nhiều người chơi game này, người chơi game kia, người chơi nước nó sẽ giúp được các bạn một phần.
cái kiếm này nó còn yếu mà, khi mà nó gặp được nhỏ chị của nó mới mạnh lên rồi. Con này nó sợ ánh sáng. Bây giờ các bạn chơi ánh sáng là ngoan mắt nhanh gọn, biết giúp đỡ không. Đâu rồi? Nhiều khi ông chết ông bỏ lại cái nấm. Kiếm đồ các bạn ơi, thường thường đồ giấu giấu cho mấy kẹt cái đó. Chìa khóa số 2 đâu rồi? Đúng là không có cái gì mà gà hơn. Đủ lắm, kiếm đồ đủ thứ hết kia. Đúng đục. Ha ha ha.
sale gì mới được. Con này thì dễ nè. Cũng hơi lâu nha. Thấy gì chưa? Tầm 3 cái nữa. Đẹp nó đầy năng lượng. Vượt qua vô cái cửa hồi nãy. Vô đây mới gặp nhỏ chị vậy nè. Cái game này nó có cái hạn chế là nó đối thoại rất là hài dài dòng đó mà.
Sale là các bạn. Clip hôm nay tạm thời ở đây các bạn. Hẹn các bạn clip sau.